cuối cùng Duy Khánh và Oanh Kiều. Quảng tôi xì, quảng tôi xì. 3, 2, 1. Thắng được quyền quyết định. Em vô trong. Em vô trong, xin mời. Cùng Duy Khánh nhanh như chớp. Trên đá ơi, dưới đá, ở giữa có cái lá toàn ten là cái gì? Có cái trên lá toàn ten, con mèo gọi qua. Con mèo gọi qua. Con mèo. Đó là cái miệng. Ờ, dạ. Cái gì vừa đi vừa nở? Cái này hay. Cái đánh trứng hả? Trứng hả? Nở, cái trứng nở. Còn gì? Dạ. Lăng bèn hả không anh? Hả? Lăng bèn đúng không? Alo, anh hiểu nghe rồi. Nói lăng bèn nó nở hoa. Đó là cái lục bình. À. Trôi trên sông theo dòng nước. Đúng rồi. Cái gì càng gọt càng to? Cái mặt. Mình gọt mặt ra xong em muốn mình ăn nhiều quá nó phình ra, nó bự lên lại. Không chính xác. Cái lỗ. À, đào phải không anh? Đào cái nó to. Yêu gì phiền phức nhất? Yêu tinh. Nó hại người, nó gây phiền phức cho mọi người. Yêu tinh đúng không mọi người hả? Dạ. Và em quyết định là? Dạ em chốt. Không chính xác. Ủa? Yêu sách. Yêu sách. Câu số 5, yêu gì đáng sợ nhất? Đáng sợ, yêu ma. Chính xác. Anh lên trong số 1 rồi Gia Lộc. Làm sao một con ốc sên có thể đi từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất? Người ta vận chuyển, người ta mua, người ta xuất khẩu lao động, người ta mua nó từ ở đâu? Ở cái chỗ này anh nói đâu? Ở đâu anh nhanh? Cà Mau thành phố. Cà Mau thì người ta mua từ Cà Mau, người ta mang lên thành phố Hồ Chí Minh. Không chính xác. Cái cách làm cho ốc sên đi từ Cà Mau tới thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất là cho nó bò trên bản đồ. Trời ơi. Băng gì không tan? Băng đĩa. Băng đĩa chính xác. Hay quá. Băng gà cũng được. Hút gì không có khói? Hút ốc len. Chính xác. Hút ốc len. Hoặc là hút mật, hoặc là hút nước, đâu hút có khói gì đâu. Hút bụi cũng được không anh? Hút bụi luôn. À. Loại súp nào rất lạnh lùng? Toàn là câu đố chữ thôi nha. Súp lơ. Chính xác. Hay quá. Tất cả hãy lắng nghe câu này. Bạn bước vào một căn phòng có một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa có các loại gấu bông. Vịt bông có 2 chân, chó bông có 4 chân, thỏ bông có 2 chân, voi bông có 4 chân. Ngoài ra dưới ghế có một con rắn bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân trên sàn? 1 chân, rồi qua. Không chính xác. Ấy không được. Đáp án là 6 chân. 4 sofa, 2 cái của mình. Là tính luôn chân mình đó. Cầu vòng kết thúc ở đâu? Cầu vòng kết thúc ở chữ G. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Phong thủy. Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Đối chữ. Chữ tờ. Chính xác. Nhưng hôm sau Khánh đã vượt qua được 3 câu hỏi, 3 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Oanh Kiều. Hả? 3 câu. Tập 3. 3 câu. Dễ mà, 3 câu em vượt qua được mà. Em ở dưới thì em được chứ lên đó em khớp là dạ. Ráng lên. Có anh Hiếu nhắc kìa chị. Chúc may mắn. Có anh Hiếu dưới kìa. Nhìn nhắc kìa. Sợ quá. Còn cho nó sợ thiệt đó. Sợ Oanh Kiều đến với chương trình nhanh như chớp. Trên đá, dưới đá, ở giữa có cái lá toàn ten là cái gì? Trên đá, dưới đá. Ở giữa cái lá toàn ten. Không biết nói đại hay quên. Cái bông tai. Không chính xác. Đáp án là cái miệng. Nè. Tiếp theo, cây gì vừa đi vừa nở? Cây lục bình. Chính xác. Yeah. Cái gì càng gọt càng to?
càng gọt càng to. Cái gì càng gọt? Nani? Cái đào hố á, cái hố á anh. Anh Hiếu nhắc rồi. Anh Hiếu nhắc kìa. Đúng, hồ Hiếu tôi thấy vậy. Là vẽ hẳn một cái vòng tròn luôn đó. Đáp án này đúng nhưng không được công nhận. Em cảm thấy nó giật nhiều rồi đó. Câu hỏi tiếp theo. Yêu gì phiền phức nhất? Yêu đương. Yêu đương. Không chính xác. Đáp án là yêu sách. Câu hỏi tiếp theo. Yêu gì đáng sợ nhất? Yêu quái. Chính xác. Chính xác. Làm sao một con ốc sen có thể đi từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất? Nó tự đi hả chị? Đừng có hỏi, chúng tôi đã đặt câu hỏi rồi, đừng hỏi lại chúng tôi. Nó leo lên chiếc xe. Nó leo lên chiếc xe là không đúng. Đáp án là con ốc sen bò trên bản đồ. Câu hỏi tiếp theo. Băng gì không tan? Băng gì không tan? Đường vào tim em ơi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Trái tim băng giá. Không chính xác. Đó là băng gà. Câu hỏi tiếp theo. Có lên một cái đó phải không? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hút gì không có khói? Hút. Hút cái gì đó? Hút cái gì mà không có khói? Hút ống hút á, hút nước á. Chính xác. Loại súp nào rất lạnh lùng? Súp cua. Chính xác. Đáp án là súp lơ. Trời ơi, Hồ Hiếu diễn quá trời. Câu hỏi tiếp theo. Nãy cái đã là súp chảnh chắc chịu. Bạn bước vào một căn phòng có một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa có các loại gấu bông. Vịt bông có hai chân. Chó bông có 4 chân, thỏ bông có 2 chân, voi bông có 4 chân. Ngoài ra dưới ghế có một con rắn bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân trên sàn? 4 chân với 2 chân là 6 chân. 6 chân với con chó bông hả chị? 6 chân là 10 chân. 10 chân với con gì nữa chị? 10 chân, 14 chân. Vậy đáp án là gì? 14 chân. 14 chân, không chính xác. Sao mà biết có đây? Chân trên sàn. Trên sàn là tính cả ghế luôn đúng không? Đúng rồi. Là ghế luôn em tính rồi á, mà sao nó ra có không đủ. 6 chân là 4 chân của ghế sofa và 2 chân của cái người đang đứng. Ồ, còn mấy cái đó thì nó nằm ở trên sofa không có tính. Em tính luôn mấy con đấy. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cầu vòng kết thúc ở đâu? Cầu vòng kết thúc ở đâu? Đố chữ đó. Chữ R. Đúng rồi. Chậm nhiều hoài luôn à. Cái gì mà trời có đất có mà biển không có? Trời đất. Đố trời... chữ luôn. Trời có đất. Đố có chữ biển luôn không nha. Có. Trời có đất có. Nhanh. Biển không có. Chữ. Đố chữ đó. Chữ T. Trả lời được rồi mà. Như vậy là Quang Kiều đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu.